Vâng, chào mừng các trở lại với trang kính cổ xưa. Ngày nay em nên lô kính cổ bọc vàng có đầy đủ các thương hiệu nhá. Vào chiếc kênh Bắc Live xem nhờ em xem có giá tôn tốt. Trước tiên là mã số 1 nhá. Và cái dòng này em về khá nhiều. Tất cả dòng kính cổ, đây là dòng con đúc bù la mi dán kim cương được phát xuất thập kỷ 1950 1960 chuẩn ám nhất nhá. Con này size 52. À, cái dòng này em có đủ size 52 54. Đó. Có đủ luôn ạ, có cả mà dòng mắt vuông. Đây là mắt dán kính cơn cổ xưa đấy ạ. Và cái chiều ngang của nó là đi 13,5 nhá. Em có cây 13,8, cái rồi cây sang ngang 14. Tức là đủ size số cho tất cả các bác. An tâm yên tâm. Đấy. À, cái này thì nó mới cắm cựa rồi. Cái dòng lúc nó đang bị dáng kính cơn của pháp sư thập kỷ 50-60 này thì em có đủ size số bác. An tâm yên tâm nhá. Và bác nào mặt to mặt nhỏ thì không phải lo đâu, bởi vì em có đủ size số. Đức Bộ Lâm Giang Cơn Pháp Sư Thập Kỷ 1950 chuẩn ao nhất nhé. Xuất sắc nhé, nguyên zin nhé. Độ mới rất cao luôn. Vâng, bọc vàng sáng gương. Ở cầu giữa nó có cái chuyện vuông xoay mui và bức brick. Tất cả thông tin về kính em đều ghim giấy video kèm theo địa chỉ số điện thoại lâu năm khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu rồi. Đây là gầm cầu dưới giữa bao giờ nó có thông tin thông số về kính nhé. Chuôi ve còn trắng tinh trắng mốt nhé. Rất sướng luôn ạ. Vâng, càng trái là có chuyện vuông này. Xuất sắc nhé, mới cắm cựa càng phải cũng là chuyện vương của Marie Francine. Cái dòng này là bọc vàng 14K nhé, các bác an tâm yên tâm nhé. Và những cái dòng này là bọc vàng 14K xuất sắc nhé, các bác an tâm yên tâm lăn tăn băn khoăn. Và đây là mã số 1 nhé, con giá là 5 triệu đồng 50K nhé, giá 5 triệu đồng 50K nhé, vẫn có fix luôn. À, thế mới sướng. Giá 5 triệu đồng 50K, con này dọc vàng bọc vàng 14K nhé, những con dòng này bọc vàng 14K nhé. Giá 5 triệu đồng 50K nhé. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì bao ship quốc của lòng đặt cọc 100 đến 200 tùy giá trị kính cổ đồ cổ món đồ cổ đó. Đấy, đó là ship quốc. Về thời gian bán hàng em bán cũng rất là thoải mái, từ 8 giờ sáng cho đến 2 3 giờ. Từ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần không nghỉ nào quầy ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước. Tránh tình trạng đến được số quán bị thẩm định đến được cổ xưa. Bác điện thoại trước là em nguyên tiết đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh Đống Đa, lắng nghe thấu hiểu tư vấn chuyên sâu tất cả về kính cổ đồ cổ. Đó là cái giá trị lớn nhất mua sơ đồ cổ xưa lâu năm thương uy tín 25 năm, một địa chỉ, một số điện thoại gắn lên trên tường, ghim tường dễ nhìn dễ tìm dễ thấy nhá. Lưu ý nhá, mua kính cổ đồ cổ chọn địa chỉ số điện thoại nó phải song hành, dễ nhìn dễ tìm thấy, cái địa chỉ số điện thoại phải lâu năm. Còn đối tượng mà không công khai địa chỉ lâu năm, không có địa chỉ lâu năm mà không công khai hình ảnh của con người, giọng nói không tròn vằn có tiếng thì các bác tuyệt đối không nên mua, rủi ro rất lớn, amateur đấy, lưu ý. Cái này em dặn nhiều rồi nhưng nhiều bác vẫn bị dính. Tiếp theo là mã số 02, xem là cái gì đây. Và đây là mã số 02 nhé. Và số lượng về lớn em đi rất nhanh. Amazon Pháp Sư Thập Kỷ 1950 nhé. Con này size càng 40 size ngang là 13,8 nhé. Và con này size càng 40 size ngang 13,8 rất thoải mái. Đây là mắt màu xanh da muống nhé. Bác nào không thích mắt màu xanh da muống này, mình có thể thay mắt màu trắng, màu trà hoặc là mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị được hết nhé. Và rất là hữu ích đấy. Và đây là mo ba răng pháp xưa, cầu to cầu đều cầu béo pháp xưa thập kỷ 1950 chuẩn ao nhất nhé. Bên em được xây bán chuẩn ao nhất là Anh, Đức, Pháp, Mỹ, rất an tâm yên tâm. Và hàng thật thì bọc vàng sáng gương rồi, hàng dởm hàng giả nhái trẻ của đêm bao ngày. Và đối tượng hàng dởm hàng giả nhái nó sẽ không công khai địa chỉ đâu, nó không có hình ảnh con người đâu. Và mo ba răng pháp xưa thập kỷ 1950 cầu to cầu béo nhé. Và xuất sắc nhé, còn lại zin nhé, trừ một đôi ve ve thay rồi còn lại zin hết nhé. Ở cầu giữa nó có cái chữ amo và hai chuyện vuông, đó là biểu tượng logo hãng từ ngày xưa. Ok, xuất sắc nhé. Và tiếp theo đi sang càng trái càng phải, càng trái nó không thể hiện càng phải, nó có cái chữ đó là amo mararin france, nó là amo của Pháp và mararin france là Pháp nhé. Và rất là rõ ràng, bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua nhà em xem kính cổ đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ nhé. Các bạn tỉ sạn hết yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô may đồ hỏa. À, phương tiện nhanh nhất em gửi phương tiện đó, thời gian gửi 1-2 ngày, chậm 3-4 ngày nhé. Và Amazon răng pháp xưa thập kỷ 1950 chuẩn ao nhất nhé. Cái dòng này các bác đa phần mua về thay mắt cận lão viễn loạn rất ok ạ. Và giá cái này là 6 triệu 6, 66.000K nhé. Giá là 6 triệu 6, mã số 02 nhé, 6 triệu 6 nhé. Đã xong, em sẽ sang mã số 03. Số lượng về rất lớn, em đi rất nhanh. Đây là mã số 03 nhé. Và mã số 03 xem gì đây. Và đây là cây Sanji của Pháp xưa nhé. Và con này càng nó 145 nó thoải mái lắm. Và em xem cho cái xanh ngang bao nhiêu nhé. Ngang nó là 13,7, gần 13,8, xích xoát là 8 và 13,7. Càng 145 rất là thoải mái và xanh ngang nó 13,7. Sanji Pháp xưa thập kỷ 1950 1960 chuẩn ao nhất nhé. Của Pháp nhé. Và Sanji của Pháp nhé.
Mực vàng sáng dương con này sang ngang 13,7 nhé, sang càng 45 thoải mái đây. Vâng. Zin hết nhé, trừ đôi ve, ve thay rồi còn lại zin hết nhé. Ok. À, cầu giữa này có chuyện vương sa diêu số 22. Đấy ạ, rất là rõ ràng nhá. Đó, ô ăn ghê. Đó. Tiếp theo càng trái càng phải thì nó đều có cái chuyện vuông nhá. Đây. Đấy, càng trái ngoài có chuyện vuông nhá. Mới đẹp nhá và mới mới đẹp nhá. Hai càng này nó có hoa dâu, hoa văn hoa thị nhá. Đấy. Bên này thế này, đều có hoa văn hoa thị này. Đấy. Xuất sắc nhá. Ok. Đây là mã số 02 San Diêu sang 45 càng 45 sang ngang 3,7 nhé. Giá rất tốt, là trước này toàn 54, 55 thì giờ bán giá dưới đấy cơ. Thế mới sướng. Thỉnh thoảng đưa ra một vài cái giá phá giá thị trường chơi thế mới sướng. Với phương châm giao lưu vui chính mà đôi khi thiếu. Và giá 5 triệu 2, 5.200k. Cái dòng này bác cũng về sau thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, đoạn thị rất tốt, nhà rất nhẹ nhàng. Giá 5 triệu 2 nhé, giá cực tốt đấy. Và đấy là mã số 03. Tiếp theo thì em sẽ đi sang mã số 04 xem là cái gì đây. Và đây là mã số 04 nhá. Bốn đây là cây Lamy và cái này size 40, em sẽ đo size ngang bao nhiêu nhá, size càng 40 rồi. Em đo size ngang bao nhiêu? À, còn nó là ngang càng size ngang nó là 13,9 nhá. Vâng, size càng 40 size ngang 13,9 nhá, con Lamy nhá. Vâng. Con này mắt màu nâu trà đậm nhá. Nhưng mà con này Lamy cầu to cầu béo của Pháp Sư Thập Kỷ 1950 60 chuẩn nhất, mưa hàng này hàng phổ thông thôi. Còn nếu mà Lamy Alex nghĩa còn là Lamy phiên bản limited, còn hàng hàng phổ thông. Tuy nhiên tất cả hàng phổ thông này thì nó cũng rất là ok, thấy cái bọc vàng nó rất là dày, bản rất là to nhé. Và đấy Lamy cầu to cầu béo Pháp Sư Thập Kỷ 1950 60 nhé, con này size càng 40 rồi, size ngang của nó là 13,9 nhé, rất thoải mái. Bác nào 1m7 hoặc là nặng tầm 70 cân hoặc 70 kg ở da đeo cái này rất đẹp đấy. Và những dòng này bác cái mà có tuổi thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị cũng rất là ok đấy. Và giá rất là tốt, trước này bán toàn 76 77 giờ bán giá dưới lợn. Về giá cả thì hồi sau bác sẽ rõ. Trước tiên đi tổng quan và sau đó đi chi tiết bên trong gồm có cái gì nhá. À, cầu giữa cái kính này nó có duy nhất là cầu giữa này nó có cái chuyện vuông. Càng bên trái thì nó cũng có cái tỷ lệ là 40 phần nghìn. Đấy ạ. Cầu giữa chuyện vuông, trong cái chuyện vuông nó biểu tượng logo hãng từ ngày xưa nhá, cái ve thay rồi nhá, còn lại zin hết nhá. Đấy, rất là rõ ràng, yên tâm. Càng bên trái là 4 tỷ lệ 4 phần nghìn nhé. Và đấy. Đây nhá, ở giữa này, tỷ lệ 4 phần nghìn. Một vài vị trí cứng lên tiết đỉa nhá, rất là sướng luôn đấy. Và con này sẽ càng 140, sẽ ngang 3,9 nhá, Lamy nhá. Và giá cái này là 7 triệu rưỡi nhá. 7.500k, giá là 7 triệu rưỡi 7.500k. Các bác mua đâu mua? Nên lựa chọn bán lâu năm thương hiệu và địa chỉ số điện thoại song hành gắn liền lâu năm, ok. Quan trọng nhất địa chỉ lâu năm và rõ ràng về hình ảnh con một con người giọng nói tròn vành rõ tiếng. Còn đối tượng mà cầm cái kính này chụp ảnh quay nhưng mà không có địa chỉ lâu năm, không hình rõ rõ ràng hình ảnh của con người giọng nói không tròn vành có tiếng, đó là amateur. Đặc biệt đối tượng bán mà không đăng địa chỉ, không đăng số điện thoại hoặc sau thời gian thay đổi chỉ theo số điện thoại, rủi ro cực lớn, amateur dám khẳng định điều đó luôn. Đấy, cho nên các bác hết sức lưu ý đấy, vì có rất nhiều bác bị dính bẫy, có những bác dính 4 cái kính cơ, có những bác dính 2 đồng hồ, có bác dính 2 cái nhẫn. Đấy, em chia sẻ thật luôn. Còn em bán nhẫn Mỹ này, nhẫn của em toàn nhẫn ok luôn đấy. Vâng, đây là mã số 05 nhé. Và em chưa thời gian lên nhân Mỹ đâu, nào thời gian lên nhân Mỹ sau. À, đây là Amo Ba Giang Pháp Xưa Thập Kỷ 1950. Xem đo sai bao nhiêu, con này thì sai 140, sai càng 40 rồi sẽ sai ngang bao nhiêu thôi. Ngang là 13,6 nhé, sai càng 40 sẽ ngang 13,6. Con này là chui ve zin nhé. Đấy, chui ve zin hết ạ. Và con nào ve thay rồi thì em bảo, con nào con zin thì em bảo luôn. Để cho nó dễ, và giá cả thì nó sẽ khác nhau những cây. Đó, trong cái lô kính này có cái Amo ve thay rồi đấy. Thì là ở cái mã số 02 đấy, em nói rõ luôn đấy. Và mã số 02, mã số 03 đều vét hay rồi, em nói rõ luôn đấy. Amo Ba Giang Pháp Xưa Thập Kỷ 1950 nhá, cầu to cầu đều, cầu béo Pháp Xưa Thập Kỷ 1950 chuẩn áo nhất nhá. Xuất sắc nhá. Và bậc vàng sáng gương, nó là thật. Đấy không? Xuất sắc nhá. À, cầu giữa nó có chiếc Amo và hai chuyện vương biểu tượng logo, con này ve còn trắng tinh trắng mốt nhá. Chui ve zin hết nhá. Và đây là mắt là màu nâu trà, mắt Mica nhé. Bác nào không thích có thể mình thay mắt trắng, mắt màu xanh hoặc là mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị được hết ạ. Và tiếp theo em sẽ đi sang hai càng thứ nhất ở cầu giữa và càng bên phải thì nó có thông tin. Càng phải nó có chữ Amo. Đấy, đây này, càng phải là chữ Amo này. Đấy không? Bục vương sáng lên gương, rất là sáng sủa đúng không?
Sai càng 40, sai ngang 13,6. Ok dạ. Vâng, Amo cầu béo pháp sư tử quỷ 1950 chuẩn ao nhất nhé. Đấy, rất sáng sủa. Vâng, giá cái này là 7 triệu 6 bình 600k nhé, 7 triệu 6 bình 600k nhé, 7 triệu 6 bình 600k Amo Ba Giang pháp sư tử quỷ 1950 chuẩn ao nhất nhé, chuẩn nhất tại Liên Pháp. Còn ngày nay nhiều đối tượng bán kính bọc vàng vào lúc của Nhật là tức là khi kính khắc kèm theo là của Nhật đi theo lô thùng hàng mà cái dòng kính của Nhật thì tái bản thập kỷ 80 90 nghìn trong mới hơn chất lượng không bằng đấy, về kể cả đồ của nó hàng hiệu thôi đấy. Vâng, đã xong mã số 05 nhé. Vâng, vừa rồi là có độ chia sẻ quan điểm em không lớp ở đời đâu, vì về đi cái gì công tác nước ngoài mới được em chia sẻ lại để các bác biết nắm bắt được đấy, không chỉ kính của đồ cổ ngay cả mà trái sổ rất nhiều tập đoàn bất động sản hay là ngân hàng amateur martel em nói lên hết để các bác biết phòng tránh tránh được rủi ro, đặc biệt điện thoại mạo danh em lên sóng rất nhiều lần luôn, không ngại đâu, bên này là đồng thẳng đồng thật luôn đấy. Các bác mua kính của đồ cổ mình nên lựa chọn những nơi lâu năm thương hiệu và có cái địa chỉ lâu năm rõ ràng trong nước ngoài nước đấy mà là ok. Thế còn không nhìn nhìn vào cái lượng đăng ký kênh hay theo dõi trang, vì đăng ký kênh theo trang có thể là 10.000, 20.000 người, 30.000 người, đối tượng mới làm 1 năm, 2 năm, 3 năm, đối tượng thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing xem để like, để view, để được kênh theo dõi cách chóng mặt chóng mặt. Kênh của em triển khai nhé, kênh YouTube của em triển khai lên 8 năm bán ở nhà trên 25 năm mà cứ hơn 4 cái kênh, thì bên em triển khai một cách hữu sát tự nhiên hương luôn, làm cách chân tình chân thật chân thành mà rõ ràng hết tất cả ABC luôn, đảm bảo pháp nhân pháp lý. Thế đấy mới là cái sướng nhất. Và bác nào yêu quý trang của xưa phải đóng đăng ký kênh vũ biệt được quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi nhắn rất nhanh mình ngày nào hàng ngày video mà sự thật được không?